We are continuing picking cattail bush on this side of the pond. There are more young one over here, so we're heading over here. Các bạn mình đi qua hướng bên này mình hái thêm bồ bồn nha các bạn. Hướng bên này nhiều cây non lắm. Cây bồn bồn bây giờ mình về mình tước như này nè các bạn, mình tước ra hết mấy cái vỏ ngoài, mình chỉ lấy cái lõi ở trong thôi. Cô sao bỏ khúc trên luôn vậy, bỏ khúc trên cũng non mà. Lâu dài. Vậy phải lấy cái tay chị ngấn gì đó. À, một cây to như vậy đó các bạn, về lột chỉ còn lại một cái miếng nhỏ xíu như thế này thôi nè. Cho nên là bao nhiêu đây chắc xào được một buổi ăn là hết rồi. Cái khúc trên đó chị thấy cũng non mà. Hồi nãy chị nhai luôn á. Cắt chỗ nào mà thấy mà cắt nó còn non thì giữ. This is how we peel off the cattail bush. We peel out the outside and we take only the little bit from the inside and we use that to make salad, soup or hot pots. You see that big cattail bush? After you finish, that's all you have left. Rồi bây giờ mình ngồi mình tước bồn bồn nha các bạn. Nhưng mà lột hết chỗ đó còn gì đâu ăn. Chị tước phía ngoài đi, em tước phía trong đi, chị không có rành. Chị không có rành phía trong, chị tước phía ngoài cho. Rồi em tước, em làm cái khúc trong đi, cũng vậy. Thì nhưng mà đỡ hơn, đỡ nhiều hơn. Tiếp theo như chị là ăn được hết á, tại vì thấy gì thấy nó non quá, bỏ ủ. Thấy nó non quá, bỏ ủ. Xíu vậy hả? Vậy hả?
bẻ trên bẻ xuống từ từ xuống cũng biết. Sao cái này chị không thấy không có gì trồng hết chị? Đó là nãy chắc cắt rồi rồi đó. Trên hả, xuống lên lỗi xong bẻ xuống từ từ đó. Sau một tiếng đồng hồ ngồi lột cái cây bồn bồn này ra cũng xong rồi nha các bạn, cũng được một rổ, cũng chắc cũng 2 kg hơn đó nha. Đó, rất là ngon nè, và tươi ngon non đó, nhìn là 2 cái đống rác mà các bạn, cây ăn không bao nhiêu mà cái vỏ tước ra thiệt là nhiều luôn nè. Xào một cái hay là làm gỏi một cái là hết mấy tiếng hồ ngồi công sức rồi, ăn chút xíu là xong. After 1 hour of peeling the cattail bush, this is all we got left here. We just get the inside and the outside are packed, the stack of peeled leaves on the outside here. Rồi cuối cùng mình cũng làm xong cái đám bồn bồn và bây giờ mình được một rổ rồi nè các bạn. Bây giờ mình đem vô mình làm gỏi nha. We finally finished peeling the cattail bush. Now we're gonna bring it in and make salad with it. So join me to make the salad with the cattail bush. Rồi đem vô làm gỏi nha các bạn ơi. À, các bạn, hồi trưa nay mình đã cùng nhau mình đi hái bồn bồn rồi đó các bạn. Thì bây giờ mời các bạn cùng vô bếp mình làm gỏi bồn bồn nha. Và đây là cái lõi bồn bồn nè. Một cây to như vậy đó, mình tước vỏ ra hết và mình lấy chỉ có cái ruột của nó thôi. Đây là một nhóm bồn bồn và mình làm gỏi với cành tây, nửa củ cà rốt, rau răm, củ hành, ớt tây và tôm. Tôm thì một tí nữa mình sẽ trụng cho nó chín các bạn ha. Và thêm nữa là mình bỏ thêm củ kiệu vô nữa ăn cho nó ngon các bạn. Và mình sẽ dùng nước salad dressing thay vì mình vắt chanh các bạn ha, cho nó tiện, tại vì ở đây nó đã có cái vị chua rồi. Và mình có đậu phộng. Rồi bây giờ mình bắt tay vô mình sắc bồn bồn nha các bạn.